Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Car Center số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội có một chiếc Honda CR-V phiên bản G đã được trang bị Honda Sensing rồi. Đó là G Honda Sensing sản xuất 2020 của anh chị và các bạn nhé. Vào giữa 2020 thì chúng ta sẽ có phiên bản CR-V có trang bị gói tiện nghi an toàn Honda Sensing, bắt đầu từ phiên bản G trở lên. G và L đều có quan điểm chúng ta có thể nhận biết được dễ dàng nhất, đó chính là phần la răng. Đây, chúng ta hãy nhìn qua một chút này. Phần đèn của Honda CR-V G thì sẽ khác một chút ở phần đèn dưới nhé. Phần đèn dưới trên phiên bản L sẽ là giải đèn LED chữ nhật, còn ở đây chúng ta sẽ là đèn bi LED, đèn tròn. Đây, vành mới, vành lá hoa. Chỉ có nửa sau 2020 mới có, còn đầu 2020 thì chúng ta là vành dạng vành xoắn và xe là xe nhập Thái, còn nó phiên bản Honda Sensing này thì toàn bộ là xe lắp ráp rồi quý chị và các bạn nhé. Lắp ráp nhưng mà chất lượng thì không hề thua kém gì hàng nhập luôn. Toàn bộ lốp theo xe đều là lốp Michelin Pháp Mercy 3. Vành thì 18 inch. Chiếc xe này là màu xanh. Xanh của chiếc xe này nó hơi ánh xám đen một chút quý anh chị và các bạn nhé. Nhưng mà trên đăng ký thì xe vẫn là màu xanh. Đấy, nếu quý anh chị và các bạn nào nhìn mà cái cảm nhận về màu sắc nó chưa được tốt lắm thì có thể nhìn chiếc xe này nó hơi sang màu đen một chút đấy quý anh chị và các bạn. Phiên bản G Honda Sensing này thì tương tự như phiên bản L thôi. Khác biệt duy nhất đó chính là phần cụm đèn sương mù. Cụm đèn sương mù cũng như là phần cốp điện này. Đấy, phiên bản G thì chúng ta sẽ sử dụng cốp tay, thiếu so với phiên bản L là cốp điện này, sạc không dây, cửa sổ trời cũng như là phần đèn sương mù. Đấy, đó chính là bốn cái điểm khác biệt duy nhất trên phiên bản G và phiên bản L. Còn lại thì Honda cũng đã rất cẩn thận và tinh tế khi trang bị đầy đủ Honda Sensing cho phiên bản G cũng như là phiên bản L. Chất lượng xe thì Car Center cam kết luôn bằng văn bản hợp đồng cho mình, cho quý anh chị và các bạn đến mua xe, xem xe tại Car Center. Xe không có đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước, máy móc, động cơ, hộp số đều là nguyên bản. Vì là một chiếc xe 5+2 nên là hàng ghế thứ 3 thì chúng ta gần như là hàng ghế sơ cua thôi. Bình thường gập xuống sẽ có một cái khoảng không gian để đồ rất là rộng rãi. Và để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái không gian cốp nó được sắp xếp nó rất là thực dụng luôn. Còn đến với phần nội thất nhé. Phần nội thất cũng là một trong những cái rất là hay của Honda CR-V. Những cái phần ốp vân gỗ này cực kỳ là đáng tiền luôn quý anh chị và các bạn nhé. Những cái phần ốp vân gỗ từ táp ni cửa đến những cái phần táp lô hoặc là ốp cửa, dùng có vài năm nữa nó vẫn bền và rất là đẹp như mới luôn. Đây, còn ghế da thì là nguyên bản theo xe rồi. Ghế da của CR-V thì cũng thuộc dạng gọi là tốt bền đấy quý anh chị và các bạn ạ. Trong phân khúc thì cũng cực kỳ bền luôn. Một mẫu xe lành, bền, giá trị sử dụng lâu dài rất là cao và lại còn không đến mức nó mất giá nữa, giá cái tính thanh khoản nó cũng rất là tốt nữa. Đây là một trong những cái mẫu xe mà chúng ta rất là nên cân nhắc và một mẫu xe cực kỳ ổn định ở trên thị trường Việt Nam luôn, được rất nhiều người tin dùng. Honda bây giờ thì cũng bảo hành điện tử rồi, bảo hành số rồi nên là quý anh chị và các bạn cứ yên tâm nhé. Mua xe thì cứ check test thoải mái luôn, lịch sử bảo dưỡng nó đều đặn, không sót tí nào. Ghế lái chỉnh điện kèm chỉnh cái đệm ghế nữa. Honda Sensing thì có cảm biến lệch làn này, ga tự động thích ứng thông minh này, hỗ trợ giữ làn này, bám đuôi xe phía trước và giữ khoảng cách với xe phía trước. Đó. Một trong những cái tính năng rất hay trên những chiếc Honda CR-V. Và cái giá trị của chiếc xe này nó nằm ở một điểm đó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Xe rất là tiết kiệm nhá, có hẳn chế độ lái Eco-nomic giúp tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ghế theo xe rất là đẹp, chưa có cái dấu hiệu hao mòn xuất hiện nhiều ở trên chiếc xe này. Mọi chi tiết đều rất là mới. Chúng ta có phanh gai điện tử, chúng ta có auto hold, cần số thẳng, đấy, PRNDS,
Đấy, màn hình theo xe, hỗ trợ kết nối Bluetooth. Chủ xe thì cũng đã cẩn thận lắp thêm camera hành trình rồi. Vô lăng tích hợp, có lẫy số sau vô lăng, gạt mưa, cam lề, đấy, rất là nhiều tính năng, xịn xò hay ho. Một mẫu xe cực kỳ đa dụng luôn. $775 triệu để trải nghiệm một mẫu Honda CR-V phiên bản G Honda Sensing. Quý anh chị và các bạn nhé. Máy móc động cơ này thì còn như mới. Ắc quy thì theo thời gian thì chủ xe thay rồi. Đấy, cứ vài năm sử dụng chúng ta cũng nên thay ắc quy, tránh để cái tình trạng mà ắc quy nó yếu quá, nó kiệt bình, nó hết bình, nó chết máy giữa đường, thì cái tình trạng đấy là không nên. Khoảng độ 2-3 năm sử dụng thì chúng ta nên kiểm tra ắc quy, xem cái dòng điện, xem cái điện áp nó còn ổn không. Nếu mà điện chúng ta thấy hao hụt hoặc là điện nó yếu rồi thì chúng ta nên thay bình, quý anh chị và các bạn nhé. Tránh để cái tình trạng đang đi mà chết máy, nó rất là khó xử lý và nhiều khi là cũng gây ảnh hưởng đến người khác nữa. 775 triệu đồng có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị cũng như là các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Nếu quý anh chị và các bạn nào thích mẫu Honda CR-V G Sensing này thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến những mẫu 7 chỗ gầm cao khác mẫu xe này thì bên em đang có 2 chiếc. Đầu tiên là một chiếc Toyota Fortuner, sản xuất là 2017, phiên bản 2.7 một cầu máy xăng. Chiếc Fortuner này là một chiếc gầm cao 7 chỗ đến từ thương hiệu Toyota và giá bây giờ thì chưa đến 700, cụ thể là 690 triệu đồng. Và chúng ta có thể trải nghiệm được một mẫu xe rất là hợp lý đến từ họ Toyota rồi, cũng thuộc dạng siêu bền, cũng đều là từ Nhật mà ra. Đấy, hoặc là một mẫu xe 7 chỗ gầm cao khác, rộng rãi, thoải mái, option nhiều. Mỗi cái là ăn xăng hơn so với CR-V. Thì ở đây chúng ta có một chiếc Kia Sorento, phiên bản máy xăng cao cấp sản xuất 2019, giá đang được chào bán tại Car Center là 625 triệu đồng mà thôi. Cực kỳ hợp lý mà hợp ví luôn. Nếu quý anh chị và các bạn nào thích cái xe mà nó tầm tiền nó hợp lý hơn chiếc CR-V thì hãy cân nhắc chiếc xe này, quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.